mở đốt sống cổ cho cô gái người H'mông nhá, cho các bạn xem. Thế mới thấy là 56 dân tộc anh em chúng ta ở đâu cũng toàn cô sinh nhỉ. Người Việt mình rất tự hào, rất nhiều người đẹp. So với cái Đông Nam Á này là Việt Nam mình là đẹp số 1 rồi đấy. Riêng là xem thể thao SEA Games mà cứ nhìn cô nào trắng xinh đẹp là không cần hỏi biết là Việt Nam. Còn cứ đồng chí nào da đen với cả cắt tóc kiểu nam giới mà chạy thì ấy là đúng là hỏi là không phải người Việt rồi. Đấy, cô cứ xem SEA Games ấy, cứ cô nào xinh đẹp trắng trẻo là của người Việt. Em có xem SEA Games không? Không. À đây à. Đấy. Đây cho các bạn xem cô gái H'mông này có xinh không. Thả lỏng ra thầy mở cổ cho. Úi dồi ôi. Ấy rồi ôi, nghe chưa? Nghe thấy tiếng kêu không? Ấy giời ơi, nằm đây đây thầy mở cái lưng cho. Đấy, các bạn thấy nhá, đây cho ngồi xem cô gái H'mông. Cô gái H'mông năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 29. 29 được mấy đứa con rồi? 2 rồi. 2 rồi á? Thế có đẻ thêm nữa không? Không. À thôi rồi à. Ấy giời, đấy, người vùng cao giờ người ta không có đẻ nhiều nữa đâu. Thằng nào ra? Úi rồi ôi. Ôi, kêu răng rắc luôn. Mai có sang không? Mai em đi làm. À cuối tuần mới lại sang á? Ồ thế nào, hôm nay là chia tay à? Cuối tuần.